助的人，然后帮助他们。chúng ta chỉ có thể tìm đến những người họ đang khát khao mong muốn nhận được sự hỗ trợ và lúc đó chúng ta hãy hỗ trợ họ. 问题就是像这一些已经做了这么多年的人，一直不断的推荐，可是奇怪是找不到像你这样的人。bởi vậy trong đây có rất là nhiều người họ đã làm lâu năm rồi và họ đã bảo trợ qua rất nhiều người nhưng mà họ lại không tìm được một người y chang như họ. 你们很多是新的人。và trong đây cũng có rất là nhiều bạn mới. 你们可能只做了半年或者是三个月。có thể bạn chỉ làm 3 tháng hoặc là nửa năm. 或一年或两年。hoặc là 1 năm 2 năm. 你们现在90%。và sau đó ngày hôm nay bạn đã đạt được 9% hoặc 12%. 今天我说有人做了7年还做不了21%。và hôm nay tôi kể các bạn có người là 7 năm vẫn chưa lên 21%. 你可以开始怀疑到底安利可以不可以做啊？và có thể bạn đang bắt đầu nghi ngờ rốt cuộc em quay có làm được hay không? 这么努力。À, anh ấy rất là nỗ lực. 这么认真。rất là nghiêm túc. 为什么七年了还上不了？tại sao 7 năm rồi vẫn chưa đạt được 21%? Something goes wrong somewhere. có phải là cái điều gì đó đang bị sai đúng không ạ? 一定是地方做错了吧？chắc chắn là điều gì đó đã bị sai. 各位，我今天要跟你们讲这个道理。nên ngày hôm nay tôi phải chia sẻ cho bạn biết và hiểu rõ cái đạo lý này. 所有这一些做了好几年都上不了21%，不是他们不在做安利。những người nào mà đã tham gia quay và làm em quay mấy năm trời mà chưa lên 21%. 他们可能都很努力。không phải là họ không làm mà甚至每会必到。thậm chí họ còn rất nỗ lực và mỗi một buổi hội nghị họ đều tham dự. 可是问题在这里。nhưng vấn đề là ở đây. 他们做了很多事。họ đã làm rất nhiều việc. 到底在做些什么？nhưng rốt cuộc họ đang làm việc gì? 他们所付出的他们的工作有没有生产力？我觉得这是你们要学会的。đó chính là chúng ta phải coi những việc chúng ta đã làm đang làm rốt cuộc nó có thể tạo ra được đó chính là năng suất hay không? 有一个理论是这样讲的。có một lý luận là như vậy. 就是你工作，你付出20%。khi mà bạn làm một cái việc gì đó và đưa ra công suất 20%, 你能够得到80%的成绩。nhưng mà bạn lại có được cái sự hồi báo tới 80%. 这代表你的工作很有生产力。thì đồng nghĩa việc những cái công việc bạn đang làm nó có năng suất. 很有效率，对吗？có hiệu quả。我想，我们所有人都希望说，我付出20%的努力，我能够得到80%的回报。và tôi tin rằng rất là nhiều người chúng ta đều mong muốn rằng mình chỉ cần bỏ ra công sức 20%, nhưng mà mình lại có thể đạt được sự hồi báo là 80%. 很有可能这一些做了5年、6年、7年、8年上不了20%的人，是他们做了80%的工作，可是得到20%的回报。và có rất là nhiều người họ đã tham gia quay 5 năm, 7 năm, 10 năm và họ vẫn chưa lên 21% là bởi vì họ làm những việc tốn 80% công suất nhưng mà lại chỉ có được 20% hồi báo. 其实如果做80%得到20%的回报，我觉得都不错了的。nhưng mà thực chất nha, nếu như bạn thực sự nỗ lực bỏ ra công suất 80% và bạn nhận được sự hồi đáp 20% thì cũng coi như cái tỷ lệ đó khá tốt rồi. 做了这么久，做了这么多。就算是真的生产力很低，付出80%得到20%，也都应该20%。那nếu như đã làm lâu như vậy, đã làm nhiều như vậy và bạn chỉ bỏ ra 80% công việc nhưng mà bạn chỉ được 20% năng suất, mà dồn lại năng suất đó trong vòng 10 năm thì bạn cũng phải là 21 mới đúng. 如果不是的话, còn nếu như bây giờ 10 năm rồi bạn vẫn chưa là 21, 代表生产力很低, đồng nghĩa việc công việc của bạn làm năng suất cực thấp. 你看生物学家做过这样的一个实验。và những à một nhà sinh lý học họ đã làm qua một cái thí nghiệm như thế này. 他把毛毛虫一次借助一次围成一个圆圈。họ xếp những cái con giun và sau đó là xếp họ quay thành một cái vòng tròn. 然后在这个圆圈的中间放了毛毛虫的食物。à vòng tròn của họ là đầu nối với đuôi và ở ngay cái chính giữa cái chậu đó thì họ sẽ để một cái thức ăn mà cái con giun này thích ăn.那这些毛毛虫开始动。và sau đó những cái con giun này bắt đầu di chuyển trong cái chậu. 不断的动。họ không ngừng di chuyển. 可是它就是跟着另外一只毛毛虫的屁股动。nhưng mà họ di chuyển đó chính là nối đích của cái con giun đằng trước. 所以每天在动。nên hàng ngày họ cứ không ngừng di chuyển. 每分钟在动。từng phút đang di chuyển.
每秒在动，từng giây đang di chuyển, 就是在行前。Nhưng mà họ chỉ di chuyển theo cái vòng tròn và nói đích với nhau. 所以很辛苦的动动动了七天七夜之后都饿死了。Và họ cứ không ngừng di chuyển và di chuyển một cách rất cực nhọc và di chuyển liên tục 7 ngày sau và họ toàn bộ đói chết. 食物在中间。Nhưng thực tế thì thức ăn của họ đang nằm ngay giữa. 这么短的距离。Một cái cự ly cực ngắn.所以这些毛毛虫是白工作的。Nên đồng nghĩa việc những cái con giun này họ đang làm những cái công việc uổng phí. 所以这个生产力等于零。Đồng nghĩa cái năng suất nó là không. 不是八十二十。Chứ không còn là 80. 今天我要跟你们分享三件事情。Nên ngày hôm nay có điều quan trọng nhất tôi nhất định phải chia sẻ với các bạn trong đó gồm ba thứ. 第一件事情。Điều thứ nhất. 你们每一天每一个礼拜到底在做些什么？Chúng ta hãy tự hỏi bản thân mình.Mỗi một ngày, mỗi một tuần, chúng ta đang làm gì? 你的工作内容是什么? Nội dung công việc của chúng ta với em quay là gì? 日复一日, 每个礼拜, 每个月, 这几年你们都在做。Mỗi một ngày, mỗi một tháng, mỗi một năm, chúng ta đều đang làm. 你做的有没有生产力? Nhưng những việc chúng ta đang làm có tạo ra năng suất hay không? 没有的话, 改掉。Nếu như không có năng suất thì hãy sửa đổi. 换一句话讲。你第一件事情要做对的事。Nên đồng nghĩa với việc đó chính là việc đầu tiên chúng ta phải làm là làm đúng việc. 做正确的事。Làm những việc đúng đắn. 做有生产性的事。Làm những việc tạo ra năng suất. 那你们知道安利最有生产性的工作是什么？ Vậy trong em quay cái việc tạo ra năng suất cao nhất là việc gì ạ? 3S 的工作。Đó chính là 3S. 真的，我有些时候看你们开会。Và thật sự đôi lúc tôi thấy các bạn hồi hộp. 你们甚至有些做到十二趴、十五趴的，开始当讲课讲者。Thậm chí có nhiều người 12%, 15% và các bạn bắt đầu đứng trên sân khấu để chia sẻ. 准备演讲。Và sau đó là soạn bài. 很多的规划。Và phải lên rất là nhiều kế hoạch và chương trình. 每天在想。Mỗi ngày đều tốn thời gian trong việc suy nghĩ.安利的伙伴天天在那边讲来讲去，谈来谈去。hoặc là một nhóm nhà phân phối em quay ngồi lại tụm lại với nhau và bắt đầu chia sẻ. Thắng thật khoái lơ. Chia sẻ một cách rất vui vẻ. 这些都是工作。Tất cả những thứ này đều là công việc. 可是我告诉你，生产性在哪里？Nhưng cái năng suất của nó đang ở đâu？ 真的，唯一能够占有生产力的工作是三 S 的工作。Thật sự trong em quay.Cái công việc có thể tạo ra năng suất duy nhất đó chính là 3S. 所以记住，你每一天要问你是今天你做的工作对你的安利有没有帮助。Nên hãy nhớ và ghi lại điều này. Mỗi một ngày mình phải tự hỏi bản thân mình, những việc hôm nay tôi làm góp cuộc có hỗ trợ cho kinh doanh của tôi phát triển hay không? 有没有效益? Nó có hiệu quả hay không?没有效益，尽量少做。Nếu như không hiệu quả thì hãy hạn chế. 如果能够不做就不做。Thậm chí có thể không làm thì đừng làm. 做什么？ Phải làm ở gì, là làm gì? 对的事。Hãy làm đúng việc. 做正确的事。Làm những việc đúng đắn. 做有生产性的事。Làm những việc có năng suất. 什么事？Là những việc gì? 3S 的工作嘛。Đó chính là 3S.如果你每一天都这样提醒你自己，你就要做 3S 的话，我可以告诉你，你做对的事情，你的生产力一定大大的提高的。Và tôi tin chắc một điều, nếu như mỗi một ngày bạn đều không ngừng nhắc nhở bản thân mình, đó chính là làm 3S, làm 3S, thì lúc này năng suất công việc của bạn chắc chắn sẽ có thể nâng cao và hiệu quả. 相信你自己，你有这个能力的。Hãy tin tưởng bản thân mình rằng đó chính là bạn là một người có năng lực.已经9%了嘛，但是9%了，12%了嘛，15%了嘛，甚至12%、15%，这代表说，哎，你有生产性啊，不是没有生产性。đồng nghĩa với việc bạn là một người có thể tạo ra năng suất。如果完全没有生产，你怎么可以做9%、12%呢？nếu như bạn không có thể tạo ra năng suất thì bạn không thể nào có thể đạt được 9% hoặc 12%。所以如果从今天开始你不断做有生产性的工作，做对的事情的时候，你的生产性越来越高。Cho nên bắt đầu từ ngày hôm nay, nếu như mỗi một ngày bạn đều lựa đúng việc và làm đúng việc, thì lúc này năng suất của bạn chắc chắn sẽ có thể nâng cao. 第二件事情。Và điều thứ hai. 如何做？Làm như thế nào? 你做对的事。
bạn đã làm đúng việc. 你都做 3S 的工作. Bạn đều làm công việc 3S. 可是如何做? Nhưng bạn làm như thế nào? 如何做才能够把那个生产力提得更高呢? Bạn làm những việc gì để có thể giúp cho năng suất của bạn có thể nâng cao? 如何做才能够有效果呢? Bạn làm những việc gì để giúp bạn có thể đạt được hiệu quả? 各位 3S 这三件事情，销售、推荐、服务，是其实是一件事情来的。 Và thực chất nói là 3S bán hàng bảo trợ và chăm sóc nhưng nó là một. 你推荐了一个人，你就必须要把产品销售给他。 Khi bạn đã bảo trợ một người thì bạn nhất định phải bán sản phẩm cho họ. 所以如果你推荐了他，你没有销售给他，这代表说你做错了。 Bởi vậy nếu như bạn đã bảo trợ người đó nhưng mà bạn lại không bán hàng cho họ thì đồng nghĩa với việc bạn đã làm sai việc. 你推荐了一个伙伴，然后你把产品销售给他，可是你没有服务他，也错了。 Hoặc là bạn đã bảo trợ một người và bạn đã bán hàng cho họ nhưng bạn lại không chăm sóc họ thì đồng nghĩa với việc bạn cũng đã làm sai việc. 我们很多人推荐了伙伴之后, và nhiều người chúng ta sau khi bảo trợ, 不卖产品给他, không bán hàng, 那我告诉你, 白工作了, thì cô có thể nói với bạn, bạn đang làm việc công không. 没有用产品的 ABO 是不可能成功的。 Những nhà phân phối mà không sử dụng sản phẩm thì không bao giờ có thể thành công được. 可是我们很多人推荐了一个 ABO, 然后产品卖给他之后，没有做好服务的工作。 Nhưng mà có nhiều nhà phân phối chúng ta sau khi mình đã bảo trợ một người và bán hàng cho họ nhưng chúng ta lại không hề chăm sóc họ. 不是没有做。 Ở đây không phải là không làm. 你们有在做。 Chúng ta cũng chăm sóc. 哎，你们可能要辅导他。 Có thể các bạn bắt đầu là dẫn dắt họ. 叫他来开会。 Kêu họ đi hội nghị. 他还没有做好准备. Các bạn phải biết tâm lý họ vẫn chưa sẵn sàng. 他还没有真正的对安利的这个远景价值有所了解. Họ vẫn chưa thực sự hiểu rõ về giá trị và viễn cảnh của Amway. 他为什么要来上课? Thì lúc này không lý do gì họ muốn đi hội nghị. 我觉得更重要的是你要服务好他，让他能够不断的用产品。 Nên tôi nghĩ lúc này cái điều quan trọng nhất đó chính là bạn hãy chăm sóc họ và để họ sử dụng sản phẩm một cách hiệu quả. 我们很多领导人犯了一个错误，就是推荐了一个人。 Nhiều nhà lãnh đạo chúng ta hay phạm một sai lầm. 他可能真的又买了一些产品。 Khi chúng ta bảo trợ xong một người và họ mua một vài món sản phẩm. 也可能来了一两次的会议。 Hoặc là họ đã đến hội nghị của chúng ta một hai lần. 可是之后某些原因, và sau đó bởi vì lý do gì đó, 可能他碰到了困难, họ gặp khó khăn, 可能被泼了冷水, hoặc là họ bị tạt nước lạnh, 被别人拒绝了, bị người khác từ chối, 失去信心了, và họ mất đi niềm tin, 不再来开会了, và họ không dám đi hội nghị nữa. 而我们这些推荐人, và chúng ta là những người tuyến trên. 你们的目的是推荐他, mục đích của chúng ta luôn đặt ra đó chính là bảo trợ họ. 你的目的是希望他做安利, mục đích của chúng ta là mong họ làm Amway. 结果他不做了, và sau đó họ không làm. 你的目的已经达到了推荐成功了, tức là mục đích ban đầu là bảo trợ và chúng ta đã thành công. 反正他不做了, và bây giờ họ không làm. 你又再去推荐新的, thì chúng ta lại bỏ họ qua một bên và đi bảo trợ một người khác. 我觉得这件工作做错了。 Và những cái cử chỉ này là bạn đã làm sai. 你不只要推荐他销售产品, 你还要做好服务的工作。 Bạn phải nhớ 3S là gắn liền với 1. Không những bạn bảo trợ bán hàng và bạn còn phải chăm sóc họ. 他是你的顾客. Họ là khách hàng của bạn. 他如果能够成为你的长期顾客. Và nếu như họ có thể trở thành một khách hàng lâu bền của bạn. 如果他成为你的 安利产品的爱用者, 把họ trở thành một khách hàng yêu dùng sản phẩm. 你们做这么多年的人，业绩怎么可能是9%、12%？ Thì bạn có thể tính vào một điều, nếu như bạn là một nhà phân phối lâu năm thì số lượng tích lũy thì doanh số của bạn không bao giờ dưới 9% được. 不是，你们当中有很多人可能这么多年来已经有几十个甚至上百个、200个下线了的。 Tôi tin chắc rằng trong đây có người đã từng bảo trợ và hệ thống trên 50, 100 người, thậm chí là 200 người. 如果有20-30%的伙伴都在用产品的话，你的业绩最起码都是25%以上。 Và trong đó nếu như mà chiếm khoảng 20-30% người sử dụng sản phẩm thì doanh số của bạn cũng đã phải trên 21% mới đúng. 如何做很重要. Nên làm như thế nào, điều thứ hai này rất là quan trọng. 所以好好的写怎么做才是对的做法. Và hôm nay bạn phải học biết cách làm thế nào để bạn có thể làm đúng. 如何推荐才能够真正推荐到像你们一样认真要做安利的人. Chúng ta phải
bảo trợ như thế nào mới có thể bảo trợ được một người mong muốn làm em quay như bản thân mình? 所以我昨天的演讲，我要你们重复的提。 Nên cái phần chia sẻ tối ngày hôm qua các bạn về nhà nhất định phải không ngừng coi lại. 因为真的我们很多人是用技巧把一个人给推荐进来。 Bởi vì nhiều người chúng ta đều là dùng kỹ xảo để bảo trợ một người. 我昨天有提到几个点。 Hôm qua tôi có nhắc về vài điều. 因为加入阿里是免费的。 Bởi vì gia nhập em quay là miễn phí. 所以为了把他推荐进来。 Nên nhiều người bởi vì mong muốn gia bảo trợ một người. 我们不断地在强调这一点。 Và chúng ta không ngừng nhấn mạnh điều này. Gia nhập là miễn phí. Gia nhập là miễn phí. Anh đi sử dụng gì cho em quay là dễ làm. Bù dụng đầu tư. Không cần bạn đầu tư. Mình có thể làm được. Bạn có thể làm được. Đang đi chân chạm cái sự hồ. Và khi bạn nói những điều này. Nhi thủ thi công đã sản phẩm phụ hoặc là sự cơ hội. Sự miễn phí. Tức là những cái cơ hội hoặc là chăm sóc khách hàng bán hàng của bạn cung cấp cho họ đều là miễn phí. 你送出了一个信号。 Thì lúc này bạn đã truyền ra cho họ một thông tin. 你是没有价值的。 Bạn là một người không có giá trị. 你送出了一个信号给他。 Và bạn đã đưa ra cho họ một thông tin. 安利是没有价值的。 Em quay là không có giá trị. 因为你给人家的感觉是你怕他不加入。 Và bạn cho họ một cái cảm giác đó chính là bạn sợ họ không gia nhập. You are desperately in need of him to join your business. Bạn chỉ mong muốn họ gia nhập và tham gia vào hệ thống mạng lưới của bạn. 所以当你有这样的想法的时候, và khi bạn có cái suy nghĩ này, 他感觉到是你需要他, thì lúc này họ sẽ cảm thấy rằng bạn đang cần họ. 他怎么会尊重你呢? Thì họ sẽ không bao giờ tôn trọng bạn nữa. 所以就算他加入的话, 免费他真的很多时候给你面子他加入了。 Nên lúc này sao ạ? Miễn phí thì họ chỉ gia nhập theo một cách là ứng phó bạn. 可是跟进起来就很辛苦了。 Nhưng trong cái quá trình bạn bám sát sẽ rất là khó khăn. 所以为什么 Rich DeVos 常讲的一句话, Don't sell the business cheap. Nên tại sao ngài Rich DeVos luôn nhấn mạnh một điều, đừng bao giờ bán em quay với một cái giá rẻ. 要给人家这种误会，安利是很容易可以赚到钱的。 Đừng bao giờ để người ta hiểu nhầm em quay là một cái kinh doanh rất là dễ kiếm tiền. 安利可以很快赚到钱的。 Em quay rất nhanh có thể kiếm được tiền. 事实上不是如此的。 Trên thực tế không phải như thế. 这些人因为你告诉他安利是很容易做的，不用投资的，很快可以赚到钱的，所以当他进来的时候，他以为安利像你所讲的是这样的，所以他只要碰到一点点困难，他就放弃了。 Bởi vì ngay từ đầu bạn đã nói với họ những thông tin em quay là dễ dàng, là miễn phí, rất là dễ làm, và họ đã đưa trong đầu một cái thông tin như thế. Và sau khi họ gia nhập, họ gặp một chút khó khăn thì họ lập tức từ bỏ, bởi vì ban đầu bạn đã nhấn mạnh với họ là dễ dàng, là miễn phí. 所以不要让人家误会安利是没有价值的。 Nên chúng ta đừng bao giờ khiến cho người ta ngộ nhận rằng em quay là không có giá trị. 我每个人都很珍惜安利这个事业。 Mỗi một người chúng ta đều rất trân trọng cơ hội kinh doanh em quay. 你们都相信安利。 Chúng ta đều tin tưởng em quay. 你们都感觉到你是安利业务，你很骄傲。 Và các bạn đều tự hào bởi vì bạn là một nhà phân phối của em quay. 问题是你的对象没有这种想法。 Nhưng ứng viên của bạn họ lại không có cái tư tưởng này. 谁的错? Vậy rốt cuộc sai lầm từ ai? 我们的错。 Đó chính là từ chúng ta. 因为我们的做法。 Bởi vì ngay từ đầu cái cách làm của chúng ta. 我们送出错误的讯号。 Chúng ta đã phát cho họ một cái tín hiệu sai lầm. 所以如何做很重要。 Nên cái việc làm như thế nào nó rất quan trọng. 但我讲得很简单。 Dĩ nhiên tôi nói thì dễ. 可是如何才能把安利的价值讲得清楚呢? Tôi nói thì đơn giản, nhưng chúng ta phải làm thế nào để khiến cho cái cơ hội kinh doanh em quay của chúng ta có thể chia sẻ một cách cụ thể rõ ràng. 才能够把安利的这个价值分析到对方懂呢? Làm thế nào để trong cái quá trình phân tích người ta có thể hiểu được giá trị kinh doanh em quay? 这个你们就要用心去写。 Thì điều này các bạn nhất định phải dùng tâm mà học. 不要以为说你们做很久了的。 Nên đừng bao giờ nghĩ rằng mình đã làm lâu năm. 如果你们没有做起来, nếu như bản thân bạn mà không có đạt được thành công, 就代表真的你们做错了的。 Thì đồng nghĩa việc bạn đã làm sai. 要谦虚。 Thì lúc này bạn phải khiêm tốn. 很多人就是, 哎呦我参加过很多的 OBB了的。 Còn nhiều người á thì sẽ tự cảm thấy mình đã học nhiều rồi, mình đã biết OBB rồi. Họ nghĩ gì tôi cũng đã đi học hết rồi. Tôi biết hết cả. Vậy tôi hỏi các bạn, nếu như bạn biết
Platinum. Nhưng tôi nói sao không phải sự. Tại sao bạn biết rồi lại vẫn chưa lên Diamond? Thì chú tôn. Tôi nghĩ thì bạn vẫn chưa biết. Chiến sĩ rất quan trọng. Nên khiêm tốn rất quan trọng. Xin thừa nhận sự chỉ đã bất đủ. Hãy bắt đầu từ việc thừa nhận sai lầm của chính mình. Hãy học cách chia sẻ thành công của những người. Và đi học hỏi với những người thành công. Nên chúng ta có rất là nhiều lãnh đạo. Nên trong hệ thống của chúng ta có rất là nhiều nhà lãnh đạo. Và tôi tin rằng họ đều sẽ mong một rất là vui vẻ khi hỗ trợ các bạn. Đúng không ạ? Đúng không? Đâu đâu có chịu hỗ trợ đội nhóm của đâu không ạ? Lâm Hưng, tôi tin rằng bạn cũng sẽ mong rất là vui vẻ khi hỗ trợ đội nhóm của bạn. À Hoa. À, bà Hoa, Hoa có chịu hỗ trợ đội nhóm của Hoa không ạ? Nên các bạn nhất định phải chủ động để mà tìm đến họ. Tôi biết rằng bạn đã đi học rất là nhiều lần. Nhưng mà nếu như ngày hôm nay bạn vẫn chưa thành công, đồng nghĩa việc bạn đã có nhiều việc, nhiều thứ sai lầm đã phạm, thì bắt đầu từ bây giờ bạn nhất định phải nghiêm túc học hỏi và làm lại. Và các bạn biết, ở tại Trung Quốc tôi có một cái chương trình đào tạo. Chẩn quan sang xiao. Đó chính là trường Business School của Kado. Và cái lớp học đó duy trì trong vòng 5 ngày 4 đêm. 5 ngày. Mà nó không phải tổ chức vào cuối tuần. Mà là thứ 2 đến thứ 6. Nè các bạn biết không? 想要成功的人, những người muốn thành công, họ vẫn sẽ đăng ký cái khóa học này. 5天, 5 ngày. 不是一次, và không phải học một lần. 重复的上, mà là họ lặp đi lặp lại học rất nhiều lần. 同样的东西, cũng chỉ là một nội dung như nhau. 对,以前上了一次之后,我知道了, mà nhiều người học một lần rồi và họ nói một câu tôi biết rồi. 他没有再来, và họ không còn tới nữa. Họ không có nghiêm túc. 可是真正把这个课上完五次甚至七次的人, nhưng những người nào mà thật sự tham dự cái khóa học này 5 lần thậm chí là 7 lần liên tục, 全部的人都突破了, thì tất cả những người đó họ đều đã đột phá. 所以各位,你看,有些人是上了五次之后, các bạn sẽ thấy có nhiều người là học 5 lần. 所以各位, vậy cuối cùng các bạn đã học bao nhiêu lần? Mỗi tuần bạn chỉ đi trung tâm 2 tiếng đồng hồ. Oh, tôi nghe qua rồi. Sao nó nói tôi nghe qua rồi? Thì chủ giảng ngay sau mình giảng. Nên khi mà diễn giả đứng trên sân khấu chia sẻ, mình sẽ giảng qua. Thì bạn ngồi dưới và bạn bắt đầu xì xào nói chuyện. Hoặc là với một cái tâm thái tôi nghe qua rồi, tôi biết hết rồi. Các bạn ạ, thái độ học tập rất là quan trọng. Tôi biết rằng bạn đã từng nghe. Nhưng mà bạn vẫn chưa thành công. Và nếu như họ đã là Platinum, thì họ nhất định sẽ có cái đạo lý để giúp cho họ thành công và đạt được Platinum. Vậy bạn có thể nào trong cái thời gian đi nghe hội nghị cũng y chang như tâm thái bây giờ đang ngồi tại đây, nghiêm túc học tập, thậm chí là ghi chép. 我告诉你,很多时候, 像我以前, 有些人, 我早期, 真的, 我来上课的时候, 一, 头一头, 嘛, 去, 对, 会, 你, 看, 有, 了, 好, 发现零星滴滴讲, 不会讲, 啊, 都, 发, 现, 呀, 都, 某, 说, Platinum, 软, 因, 嘛, 好, 文, 空, 被, 看, 记, 写, 不是吗, 零星滴滴, 不会讲课的, 啊, 发, 要, 嘛, 跟, 有, Platinum, 好, 文, 就, 被, 看, 等, 生, 口, 和, 记, 写, 可是他就是滴滴, 啊, 因, 好, 打, 了, Platinum, 可是不会讲课啊, tuy rằng họ không biết chia sẻ, thậm chí lúc họ chia sẻ nhiều người còn ngủ gục. Nên nhiều người họ sẽ không thích lắng nghe những cái phần chia sẻ của những Platinum không biết cách nói chuyện. Nhưng đối với những người lãnh đạo mà có một thái độ tốt, thì họ sẽ nhìn nhận vấn đề với một cái mặt khác. Họ
很谦虚的。họ sẽ rất nghiêm túc, khiêm tốn. 他口才这么差吗？ họ sẽ nói rằng, suy nghĩ rằng người này tại ăn nói tệ như thế. 他不会表达。không biết cách diễn đạt. 他都能够做到滴滴。cũng có thể đạt được platinum. 很厉害耶。quá giỏi luôn rồi. 我的口才比他好。tại ăn nói của tôi tốt hơn họ. 我的能力比他强。năng lực của tôi giỏi hơn họ. 我长得比他好看。và thậm chí ngoại hình của họ tôi đẹp hơn họ.Nhưng mà họ đã là Platinum. Thì chắc chắn họ sẽ có một cái điểm đặc sắc nào đó. Nên nếu như bạn với một cái tâm thái như vậy học hỏi từ họ thì bạn nhất định sẽ học được điều gì đó. Nên thái độ rất quan trọng. Know how. Bởi vậy không phải là làm như thế nào. Không phải là làm như thế nào. Bởi vì làm như thế nào là chúng ta nhất định phải thông qua học tập mới. Và muốn học tập thì phải khiêm tốn. Yào zhen zhen. Nghiêm túc. 真的，我觉得你们碰到领导人的时候，态度要谦虚，要认真，跟这些成功的人学。Nên khi bạn gặp được những nhà lãnh đạo này thì thái độ của bạn nhất định phải khiêm tốn, phải nghiêm túc học hỏi từ họ. 学到东西是你的嘛。Bởi vì những gì bạn học được đều sẽ thuộc về chính bản thân mình. 你学会了，你就赚到了。Và khi bạn học rồi, bạn biết rồi thì đó chính là những gì có ích cho bản thân mình. 一点一滴，每天不断的学。Và mỗi một ngày cứ không ngừng học tập.不是来听歌就学到东西的。chứ không phải chỉ tới đó nghe xong về là sẽ giỏi đâu. 你的态度不谦虚不认真的话，真的你学不到东西。nếu như thái độ của bạn không có khiêm tốn, không có nghiêm túc thì lúc này bạn không bao giờ có thể học và ghi nhớ được. 你想想看，你每一个礼拜来上课。bạn hãy tưởng tượng mỗi một tuần bạn đều tới trung tâm.不管上台的人讲的好不好，thì dù cái người đứng trên sân khấu chia sẻ có tốt hay không, 他能够上台代表说他被肯定了。Nếu như họ đã được sắp xếp cho cái phần chia sẻ này, đồng nghĩa với việc họ đã nhận được sự khẳng định của nhiều người. 那我就跟他学吧。Thì chúng ta hãy học hỏi từ họ. 可能从他身上学到他的态度呢。Có thể từ họ chúng ta học được thái độ làm việc. 或者是他真的不会表达，那我们想，哎，他现在表达不会，做的。表达不够好，我下次不会像他这样表达。hoặc là cái cách diễn đạt của họ vẫn chưa đạt được cái tốt như ý thì lúc này mình sẽ rút ra kinh nghiệm đợt sau nếu mà tôi có đứng sân khấu thì tôi sẽ không diễn đạt cái phần này theo kiểu như thế. Ê, chứ không phải học được gì đâu. thì như vậy có phải lúc này bạn học được điều bổ ích cho bản thân mình đúng không ạ? suy nghĩ thẳng khơi thì tôi có thể học được gì. nên mỗi một chương trình, mỗi một hội nghị bạn đều sẽ học được điều gì đó bổ ích.所以以后不要来跟我讲说啊，这个人讲的不好，那个人讲的不好。nên sau này đừng bao giờ phàn nàn với tôi rằng người này chia sẻ không tốt, người kia chia sẻ tệ. 重要是我们要问我们自己，人家可能比我们好。那点关键，我们来对话，让我们看一下我们的想法。如何做好这三 S 的工作很重要。nên làm thế nào để có thể làm tốt công việc 3S nó rất là quan trọng. 去做对的事。làm đúng việc. 用正确的方法去做。và làm đúng phương pháp. 这是第二件事情。đây là điều thứ hai và nó rất quan trọng. Thank you.听得累不累？các bạn nghe nhiều quá có mệt không ạ?要不要站起来动一动？各位，我总听会拥挤吧，动啊，休息不休息了，好动。好。好，准备拥挤吧，好动的。哎，动一动，动一动。对对对对。现在好动，我休息呢。让血液循环一下，对，就可以把它流通一下，你会更有精神。thì lúc này bạn sẽ càng có tinh thần sảng khoái hơn. quay 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 quay
Nên cái việc chăm sóc rất là
quan trọng. Phú không chỉ là quan tâm mà thôi. Và cái chăm sóc nó không phải chỉ ngừng ở việc quan tâm. Không chỉ là hỏi anh ta bị dùng được tốt không, hoặc là sử dụng phương pháp chính xác không chính xác. Không phải chỉ ngừng ở việc hỏi thăm họ sử dụng sản phẩm có thấy tốt hay không, hiệu quả có đúng hay không. Tốt nhất là phục vụ. Mà cái chăm sóc tốt nhất. Tôi thấy là giáo dục. Đó chính là giáo dục. Khách hàng cần được giáo dục. Khách hàng cần được sự giáo dục. Thật sự. Đó là sự thật. Nhiều người, ví dụ như là dinh dưỡng thực phẩm. Nói về sản thực phẩm dinh dưỡng. Họ có thể tin tưởng họ mua rồi. Có thể ban đầu họ bởi vì tin tưởng bạn và họ mua. Nhưng mà đối với dinh dưỡng, quan niệm họ vẫn chưa rõ ràng. Nhưng mà họ vẫn chưa có quan niệm đúng đắn về dinh dưỡng. Nếu bạn có thể cung cấp một số thông tin. Và nếu như bạn có thể cung cấp cho họ một số thông tin. Bạn có thể dẫn họ, bạn có thể giáo dục họ, họ thực sự dùng rồi, họ cảm thấy tôi vì sao ăn an toàn dinh dưỡng. Hướng dẫn họ, chỉ dẫn họ và giáo dục họ thì lúc này họ sẽ hiểu được tại sao họ phải sử dụng thực phẩm bổ sung. Bạn phân tích cho họ biết cái gì là hữu cơ nông trại. Và bạn phân tích cho họ biết được cái gì là trang trại hữu cơ. Hồi xưa họ không có cái kiến thức này. Nhưng mà bây giờ họ bắt đầu hiểu. Đối an lý tự nhiên bản thân thì càng gia đề hữu sĩ. Thì lúc này họ sẽ tự nhiên càng có niềm tin hơn về kinh doanh em quay. Và họ sẽ sử dụng sản phẩm em quay một cách lâu bền. Khai quan sau cũng là sản phẩm rất là hảo. Và họ thấy được sản phẩm của chúng ta chất lượng tốt như thế. Nhìn mới là một ai. Và các bạn yêu sản phẩm như thế. Thiên thiên dùng thiên thiên sử. Mỗi một ngày đều sử dụng, mỗi một ngày đều uống dinh dưỡng. Mấy có lý do, những cái khách hàng, những cái APO, họ chỉ dùng một lần, hai lần. Thì lúc này khách hàng của bạn, tuyến dưới của bạn, họ không bao giờ chỉ sử dụng một lần thì thôi. Thật là rất có thể họ sử dụng phương pháp sai rồi. Và lúc này họ có thể sẽ phát hiện ra có lẽ rằng do cái cách sử dụng của tôi đã sai lầm. Thật là rất có thể họ không hiểu gì. Có thể rằng bởi vì họ không có hiểu. Thì đây là trách nhiệm. Nên đây là trách nhiệm của chúng ta. 提供好的资讯啊！还供给给他们一些通信多，跟进啊，帮衬，服务啊，服务，做好教育的工作，把辅导、教育到客户们。你这个顾客，你这个 A 股就会成为你的长期安利产品的爱用者。thì lúc này khách hàng của bạn và tuyến dưới của bạn sẽ trở thành một người khách hàng lâu năm bền vững. 你的业绩就会很稳定。và doanh số của bạn cũng sẽ bền vững. Họ đối với một sản phẩm hữu sinh, họ sẽ tìm cách mua sản phẩm thứ hai. Khi họ có niềm tin với sản phẩm đầu tiên, thì họ cũng sẽ bắt đầu nghĩ tới mua sản phẩm thứ hai. Họ mua thứ hai rồi mua thứ ba. Và khi họ mua loại thứ hai, thì họ sẽ mua tới loại thứ ba. Và càng mua càng nhiều. Thực ra bạn nên đặt ra một sản phẩm. Nên bạn nhất định phải đặt ra một mục tiêu như thế. Chính là cho khách hàng. Đó chính là khiến cho khách hàng của bạn. Cho bạn thuê được EBO. Và những nhà cung cấp bạn bảo trợ. Cùng bạn giống. Y chang như vậy. Trở thành an lý 100% an lý sản phẩm ai dùng. Trở thành một người sử dụng sản phẩm Amway 100%. Chúng ta mỗi người đều giống nhau, đúng không? Chúng ta đều như nhau, đúng không nào? Chúng ta chỉ là sử dụng gì? Đầu của chúng ta sẽ gọi dầu gọi gì à? An lý. Của Amway, đúng không nào? Dinh dưỡng thực phẩm là an lý. Dinh dưỡng cũng uống của Amway. Xì phấn dùng an lý. Bột giặt, nước giặt cũng xài của Amway. Giá cao dùng an lý. Kem đánh răng cũng của Amway. Dinh dưỡng khí dùng an lý. Máy lọc nước cũng của Amway. Trên số, chúng ta có thể dùng được những thứ an lý có thì chúng ta đều dùng an lý. Tất cả những sản phẩm gì mà Amway có thì chúng ta đều sẽ sử dụng nếu khi chúng ta cần. Nếu của bạn APO cũng như vậy. Nếu như tuyến dưới của bạn cũng y chang bạn. Thì bạn doanh số sẽ không tốt. Thì lúc này doanh số của bạn chắc chắn sẽ tốt, đúng không nào? Nên bạn nhất định phải có cái suy nghĩ này. Tôi biết rằng nó không có dễ làm được. Nhưng bạn phải nghĩ cách mà làm. Và khi bản thân bạn cũng làm được. Thì bạn cũng sẽ tin tưởng rằng người khác cũng sẽ làm được. Nên cái việc chăm sóc rất là quan trọng. Cần chỉnh rất quan trọng. Bám sát rất là quan trọng. Chỉ cần chỉnh một cái APO. Nên bám sát một tuyến dưới. Chỉ cần là sản phẩm. Điều quan trọng nhất đó chính là sản phẩm. Mục tiêu là cho nó thành 100% là an. Và mục tiêu của chúng ta là trở khiến họ trở thành một người 100% sử dụng sản phẩm Amway. Đương nhiên, quan trọng hơn. Và cái điều càng quan trọng hơn. Sử dụng sản phẩm. Là họ không những sử dụng sản phẩm. Họ còn tới tham dự hội nghị. Cùng mình đi à. Họ cũng y chang các bạn vậy. Bắt đầu hành động. Bắt đầu phát triển. Là lũ hở cân chi nữa. Vậy chúng ta phải bám sát họ như thế nào đây? Lũ hở cân chi rất quan trọng à. Bám sát như thế nào rất quan trọng. Chỉ sự. Đạo lý rất đơn giản. Và cái đạo lý nó rất đơn giản. Làm hai việc. Làm hai việc. Đi, họ phải tin. Điều thứ nhất, họ nhất định phải tin.
他不相信。nếu như họ không tin, thì họ sẽ không làm. 所以你跟进一个伙伴, nên khi bạn bám sát một tuyến dưới, 要如何让他相信? thì bạn là phải làm thế nào để khiến cho họ tin. 产品方面你做对了, và nếu như bên sản phẩm bạn đã phục vụ họ một cách đúng đắn rồi, 他相信了, và họ đã tin vào sản phẩm. 更重要, 你要他相信案例是可以改变他的未来的. và cái điều thứ hai kế tiếp là bạn phải khiến họ tin tưởng rằng em quay là một cái cơ hội kinh doanh giúp họ thay đổi tương lai. Anh đi sẽ có thể giúp họ thực hiện ước mơ. Có thể giúp họ thực hiện ước mơ. Anh đi sẽ có thể giúp họ thành công. Và có thể giúp họ thành công. Vậy, gần như, quan trọng nhất là giúp họ tin tưởng. Nên cái việc bám sát của chúng ta quan trọng nhất đó chính là khiến họ tin tưởng. Thứ hai, giúp họ tạo ra một động cơ. Và điều thứ hai đó chính là giúp cho họ tìm được một cái động lực. Chỉ muốn nói sản phẩm. Họ yêu sản phẩm em quay. Họ biết anh đi rất tốt. Họ biết em quay tốt. Nhưng mà họ không có động lực. Nhưng mà họ không có động lực. 他没有动机啊。họ không có động cơ. 他不知道为什么做安利啊。họ không hiểu rằng tại sao họ phải làm Amway. 所以跟进很好的一个方法。nên bám một cái cách bám sát tốt nhất. 就是帮助他找到一个动机。đó chính là giúp họ tìm ra một cái động cơ. 真的 motivation 很重要的。nên cái việc động lực chúng ta động viên họ rất là quan trọng. 人是要被激励。con người cần thiết phải được khích lệ.当你可以练习怎么去跟进一个人。dĩ nhiên chúng ta có thể học cách làm thế nào để mà bám sát một người。不会的话，请你的这些 upline 帮你的忙。và nếu như bạn không biết cách thì hãy tìm tới tuyến trên của mình và nhờ họ hỗ trợ bạn。真的有些时候不要自己不断的在摸索不会做，然后愿意开口请别人帮你的忙。nên nhiều khi đừng bao giờ khiến mình rơi vào một cái hoàn cảnh bản thân mình đã không biết mà mình còn không mở miệng để hỏi những người có kinh nghiệm nữa。独立很重要。độc lập rất quan trọng. 可是不要孤立自己。nhưng đừng bao giờ cô lập bản thân mình. 所以需要你的领导的帮忙的时候就开口请。nên khi chúng ta cần tới người tuyến trên lãnh đạo của mình hỗ trợ thì chúng ta phải mở miệng và nhờ họ giúp đỡ. 其实跟进我觉得最好的方法就是带他来参加我们的 LRC。và cái cách bám sát tốt nhất đó chính là dẫn họ tới LRC của chúng ta. LRC 很重要。LRC rất là quan trọng. 你们每一个团队都有在办这个 LRC。mỗi đội nhóm chúng ta đều có tổ chức LRC của riêng mình。我不知道我们的 LRC 办得如何。tôi không biết rằng LRC của chúng ta tổ chức như thế nào。好不好？có tốt hay không？好还是不好？tốt hay không tốt？好。我都听说很好。tôi nghe nói rất tốt。那好的话，你需要。懂得去借这个 LRC 的力量啊。nếu như tốt thì bạn phải biết mượn sức của LRC。这个我们大概九月份会办另外一场的这个 LRC。tháng 9 sắp tới chúng ta sẽ có LRC。跟阿昭他们另外的这个 LRC， 不过基本上我觉得不管哪一个团队都好哦，一成冠很大。và đội nhóm bên chị Quỳnh Châu á thì sẽ có LRC vào lịch khác dĩ nhiên hệ thống Hado của chúng ta rất lớn nhưng mà mỗi đội nhóm trên cơ bản cách làm việc đều như nhau chỉ là tôi muốn các bạn ghi nhớ một điều chỉ là tôi cần các bạn ghi nhớ một điều vì có sự hỗ trợ của đoàn đội lực lượng bởi vì khi mà chúng ta mượn sức hệ thống 跟进的效果更好thì cái hiệu quả bám sát của chúng ta nó sẽ càng tốt其实 LRC 就是帮助你来跟进你所推荐的 ABO。và LRC chính là một chương trình thiết kế ra để giúp cho chúng ta bám sát những nhà phân phối mà chúng ta đang chăm sóc và bám sát。我们每三个月到四个月都会有一场 LRC。và cứ cách 3 tới 4 tháng chúng ta lại tổ chức LRC một lần。所以这三四个月，如果你推荐了两个、三个。và nếu như trong vòng 3 tới 4 tháng đó bạn đã bảo trợ được 3-4 người。或者你的新的伙伴推荐的伙伴，hoặc là tuyến dưới của bạn cũng đã bảo trợ được 2 hoặc 3 người。了解了 OBB 之后，và sau khi họ đã tìm hiểu về OBB， 可是他还没有真正相信安利，nhưng mà họ vẫn chưa bắt đầu tin tưởng em quay， 或者还没有一个动机。hoặc là họ vẫn chưa tìm ra động cơ. Điều kiện họ đến tham gia một cái LRC không phải là tốt mà. Thì lúc này bạn hãy dẫn họ và mời họ đi LRC có phải rất tốt không ạ? Tuy nhiên, chúng ta phải biết lợi dụng, chúng ta phải biết lợi dụng, chúng ta phải biết lợi dụng, nên chúng ta phải biết cách lợi dụng, tận dụng những cái gì mà hệ thống của chúng ta đã thiết kế ra. 所以我们的 OBB 大会是推荐。nên đối với OBB đại hội OBB chúng ta sẽ tập trung vào việc đó chính là bảo trợ. LRC 是跟进。
còn đối với LRC đó chính là bám sát nhà phân phối. 所以你要知道 LRC 是做什么用啊？那chúng ta phải hiểu được ý nghĩa của chương trình LRC là gì？好了，如果你可能参加了 LRC， 那 bây giờ tiếng dưới của bạn đã tham dự LRC， 或者是像昨天晚上一些新人来参加我们的这个类似 LRC 的这种大会，hoặc là tiếng tối hôm qua bạn đã có người mới tới để mà tham dự các chương trình tương tự như LRC vậy， 他心动了，và bây giờ họ đã rất là bắt đầu cảm thấy muốn làm rồi。他找到动机了，他tìm được động cơ của chính mình rồi， 他想要开始了，他 muốn bắt đầu rồi， 他要踏出第一步了， 他 muốn bắt đầu bước ra bước đầu tiên， 可是他不会啊， nhưng mà họ không biết cách làm， 所以你是不是要辅导他？ Vậy lúc này có phải bạn cần thiết phải hỗ trợ họ không ạ？ 所以各位，你推荐新的伙伴，你要辅导他，你要帮助他。Sau khi chúng ta bảo trợ một người mới thì chúng ta nhất định phải dẫn dắt họ và giúp đỡ họ. 所以你知道如何去帮助一个新人吗？Vậy bạn có biết cách làm thế nào để mà giúp đỡ một người mới hay chưa? 你推荐了一个新人之后，sau khi bạn bảo trợ một người mới, 最重要的你要讲些什么？Thì điều quan trọng nhất bạn phải nói là gì ạ？你要教他些什么？Bạn phải hướng dẫn họ điều gì đây？你要如何辅导他？Bạn phải dẫn dắt họ như thế nào？你知道吗？Bạn có biết cách hay chưa? 所以我们很多人就是在做安利。Nên nhiều người chúng ta là làm em quay. 推荐了一大堆人。Và bảo trợ một đống người. 可是推荐了人之后。Nhưng mà sau khi bảo trợ. 不知道怎么办。Lại không biết cách làm. 你知道怎么辅导他吗？Không biết làm thế nào để mà có thể dẫn dắt họ. 这个要想。Nên chúng ta phải tốn óc để mà suy nghĩ điều này.你可能缺乏这个经验。có thể bây giờ bạn đang thiếu cái kinh nghiệm này。各位记住。nhưng hãy nhớ。要知道如何做。phải biết cách làm như thế nào。你推荐了他进来了。bạn đã bảo trợ họ vào đây。你要知道如何跟进他。thì lúc này bạn phải biết cách làm thế nào để bám sát họ。已经跟进成功了。và nếu như đã bám sát thành công。你必须知道如何帮助他展开第一步。thì bạn phải biết cách làm thế nào để giúp họ bước cái bước đầu tiên. Bước khai sử. Làm thế nào để bắt đầu? Nếu còn bạn không hiểu. Nếu như bạn chưa biết. Thì bạn có thể lãng phí được cái tài nguyên. Thì bạn sẽ bị lãng phí tài nguyên. Không dễ dàng để 推荐了一个人进来. Không phải dễ dàng để bảo trợ được một người. Không dễ dàng để 帮他找到动机了. Và không phải dễ dàng để giúp cho người đó tìm ra động cơ. Không dễ dàng để 想要做了. Và không phải dễ dàng để giúp cho một người muốn làm. 可是你不会帮他. Nhưng mà chúng ta lại không biết cách giúp họ. 你不觉得这个动作很重要吗？ Thì có phải đây là một bước rất là quan trọng đúng không nào? 如何帮助一个新人开始第一步？Bởi vậy làm thế nào để giúp cho một người bắt đầu cái bước đầu tiên? Đây là một bước rất quan trọng. Bước này cực kỳ quan trọng. So how to help a new ABO get started? So important. Nên làm thế nào để giúp cho một người mới bước cái bước đầu tiên là một điều rất quan trọng. 所以为什么我设计了这个 BTC? 都是理由tại sao tôi đã thiết kế thêm một chương trình đó chính là BTC. 因为你自己当然可以，你学了之后你会这个帮忙这个新人。Đối với bạn, bạn đã học, bạn đã biết rồi, bạn sẽ biết cách làm thế nào để giúp đỡ một người mới. Nếu bạn không biết. Nhưng nếu như bạn vẫn chưa biết. Đi, tìm người đi đi. Thứ nhất là hãy tìm tới tuyến trên Platinum của bạn. Đừng lãng phí cái người mới. Đừng bao giờ uổng phí cái người nhà phân phối mới này. Chuyên quan nhau chi chua. Hãy nhớ điều này. Cái người mới đã chính là làm rồi. Bởi vì lúc này nhà phân phối mới của bạn đã muốn hoạt động rồi. 想清楚哦，你要怎么帮他开始哦。Thì bạn phải nghĩ cách làm thế nào để giúp họ bước cái bước đầu tiên. 不要做错了。Đừng bao giờ phạm sai lầm nữa. 如果做错的话，那个效果不好。Nếu như phạm sai lầm nữa thì cái hiệu quả bạn nhận được sẽ không tốt. 付出89%20%的结果。Và cuối cùng bạn chỉ nhận được 20% kết quả dù bạn đã nỗ lực 80%。那还好还有20%。Nhưng mà cũng may nó vẫn còn sót lại 20% hiệu quả。怕是100%失败。Tôi chỉ sợ là 100% thất bại。那不是浪费了你推荐跟进吗？Vậy có phải lúc này sẽ uổng đi công sức trước đây chúng ta đã bỏ ra trong việc bảo trợ cũng như bám sát đúng không nào? 道理很简单。Nên đạo lý này rất đơn giản。可是你要用心去学。Nhưng mà bạn nhất định phải dùng tâm đi học。所以谦虚。Nên phải khiêm tốn。Nghiêm túc。跟这些第一门鞋và học hỏi với tuyến trên platinum của bạn这些钻石门鞋học hỏi với tuyến trên diamond của bạn
phải真的要学nhất định phải học. 我不要在这里讲那么多 ở đây tôi không chia sẻ nhiều về điều này. 反正把我今天讲的话记下来 mà bạn hãy ghi nhớ lại những điều quan trọng mà hôm nay tôi đã nói. 所以一个最好的方法真的让你的新人来参加我们为你们办的这个 BTC。nên một cái phương pháp tốt nhất đó chính là hãy dẫn người mới của bạn đến tham dự cái chương trình BTC mà chúng tôi đã